Phát triển du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Với lượng khách tăng trưởng hàng năm 17% và tỷ lệ đặt tour trực tuyến đến Huế khoảng hơn 60%, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang quan tâm phát triển du lịch thông minh. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong thực hiện đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, lĩnh vực du lịch được quan tâm hàng đầu. Ghi nhận của phóng viên trực thêm Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019. Đây là phòng hướng dẫn dịch vụ thuyết minh tự động tại điểm di tích Đại Nội Huế đang được Vietsoft Pro liên kết với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai. Với việc sử dụng thuyết minh 12 ngôn ngữ khác nhau sẽ giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và di sản Huế, tăng cơ hội trải nghiệm, khám phá điểm đến, đáp ứng yêu cầu thuyết minh đa ngôn ngữ phục vụ du khách. Tôi từng được sử dụng audio guide ở một số nước, nhưng ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng thuyết minh tự động tại di tích Đại Nội Huế. Thật là thuận tiện khi chúng tôi muốn được tự khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu thông tin về lịch sử văn hóa tại di tích này. Với cái lực lượng mà thuyết minh thông thường ở Huế thì cũng là hiện tại cũng rất là khó để đáp ứng. Thì nhưng mà với cái số lượng cái sử dụng cái ứng dụng dịch vụ thông minh như này thì là khách tham quan rất gần như là trên thế giới là hoàn toàn có thể tiếp cận được các cái thông tin, các cái dữ liệu rồi các cái nội dung lịch sử, mang đến cho khách là những cái trải nghiệm hoàn toàn là rất là hiện đại và rất là thông minh, cũng là một cái xu thế tất yếu của cái du lịch thông minh hiện nay. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp du lịch Thừa Thiên Huế đều có website quảng bá giới thiệu sản phẩm. Một số đơn vị doanh nghiệp đã bắt đầu tiếp cận với công nghệ để đa dạng sản phẩm dịch vụ, tăng trải nghiệm cho du khách. Điển hình như việc sử dụng mã QR code qua ứng dụng VNGuide vào trải nghiệm tham quan tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, trải nghiệm thực tế ảo VR đi tìm Hoàng cung đã mất tại Đại Nội. Để hỗ trợ hoạt động du lịch của du khách, Sở Du lịch, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã đưa vào sử dụng các phần mềm tiện ích thông minh, góp phần tích cực giới thiệu quảng bá sản phẩm dịch vụ. Hiện nay, các ứng dụng phát huy hiệu quả như trang thông tin du lịch Visit Huế, Huế Info, ứng dụng app Visit Huế trên điện thoại thông minh, hay liên kết với các trang mạng du lịch lớn uy tín như Traveloka, ivivu.com, feifei.com. Ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang nỗ lực trong việc đầu tư phát triển du lịch thông minh. Trên cơ sở là cái đề án của hội đồng, của ủy ban, thì ngành du lịch đã xây dựng cái đề án để triển khai những cái hoạt động cụ thể trong cái hệ sinh thái du lịch thông minh. Ngành du lịch đã xây dựng cái bộ chuẩn hóa thuyết minh cho 35 điểm thuyết minh ở trên địa bàn của tỉnh, xây dựng được cái bộ dữ liệu nền để làm cơ sở cho cái sau này triển khai các cái hệ du lịch thông minh. Thực tế, các hoạt động dịch vụ, những ứng dụng công nghệ gắn với du lịch thông minh ở Thừa Thiên Huế đang còn nhỏ lẻ, thiếu một hệ thống thông minh kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, du khách và cộng đồng. Nguồn nhân lực chất lượng, hạ tầng kỹ thuật thiết bị phục vụ cho du lịch thông minh còn hạn chế. Phát triển du lịch thông minh, vấn đề quan tâm là cần phát huy toàn diện vai trò quản lý nhà nước về du lịch, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp du lịch, tăng khả năng quảng bá truyền thông, cung cấp thông tin cho du khách và cộng đồng, tăng cường xã hội hóa về đầu tư dịch vụ, các tiện ích của du lịch thông minh. Đó cũng là những mục tiêu đặt ra tại Diễn đàn Du lịch Huế năm 2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 9 với chủ đề Phát triển du lịch Thừa Thiên Huế thông minh và bền vững. Diễn đàn này sẽ nơi thu hút, sẽ có một cái tiếng nói chung giữa rất nhiều khách đại biểu của quốc tế và cũng như là ở trong nước, nhiều chuyên gia để có thể đưa ra những cái giải pháp, những cái mô hình mà lựa chọn cho cái du lịch thông minh nhất tại Thừa Thiên Huế. Và trên cái cơ sở mà ghi nhận này thì chúng tôi sẽ tiếp tục để mà triển khai cái dự án xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh ở Huế trong cái thời gian tới. Để đạt mục tiêu phát triển du lịch dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2020 đưa Huế trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, cùng với việc tập trung kêu gọi các nhà đầu tư lớn có thương hiệu, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, giữ sự tăng trưởng lượng khách, tăng chi tiêu của du khách, Thừa Thiên Huế chú trọng các giải pháp xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Phát triển du lịch thông minh là xu hướng tất yếu, với việc xây dựng điểm đến thông minh, tạo trải nghiệm thông minh, hỗ trợ công tác quản lý, kinh doanh thông minh, góp phần quan trọng để phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp, tạo diện mạo sức bật mới cho du lịch Thừa Thiên Huế.